Hai, chia sẻ cả anh chị các bạn nhé. Khi mà anh chị bạn hủy hóa đơn, nhưng mà anh chị bạn là chỉ có hủy hóa đơn ở trên cái phần mềm xuất hóa đơn điện tử thôi, anh chị các bạn không nộp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S đến cơ quan thuế, dẫn đến là cái hóa đơn mà anh chị bạn cần hủy ấy, ở trên hệ thống của tổng cục thuế nó vẫn hiển thị trạng thái là hóa đơn mới, và khi đó cái doanh thu của anh chị các bạn ở trên thuế nó sẽ lệch so với lại doanh thu anh chị bạn nộp báo cáo lên thuế. Thì khi đó cơ quan thuế sẽ rà soát và cơ quan thuế sẽ yêu cầu anh chị bạn là phải nộp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S đến cơ quan thuế cho tờ hóa đơn hủy đó. Cái thứ hai nữa là doanh nghiệp của mình sẽ bị xử phạt về việc là nộp chậm cái thông báo 04S này. Thì ở video này chị muốn chia sẻ với anh chị bạn là cái quy trình và từng cái bước để mình làm hủy một cái tờ hóa đơn như thế nào nhé anh chị các bạn. Thì về cái việc gọi là hủy hóa đơn ở đây thì chị có chia ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hóa đơn của anh chị bạn bị từ chối cấp mã do anh chị bạn là nhập sai dữ liệu dẫn đến là cơ quan thuế không cấp mã cho tờ hóa đơn đó. Trường hợp thứ hai là hóa đơn điện tử anh chị bạn đã được cấp mã. Thì đối với trường hợp 1, hóa đơn điện tử không được cấp mã của cơ quan thuế nhá, hóa đơn bị từ chối cấp mã. Ví dụ như mà anh chị bạn nhập sai mã số thuế, anh chị bạn là nhập những cái nội dung mà nó không đúng theo cái quy định 1450 của tổng cục thuế thì khi đó tổng cục thuế từ chối cấp mã. Thì đối với lại những cái hóa đơn mà bị từ chối cấp mã này là những hóa đơn không có giá trị gì về mặt pháp lý hết. Anh chị bạn chỉ cần hủy hóa đơn ở trên cái phần mềm xuất hóa đơn thôi và mình không phải nộp cái thông báo hóa đơn điện tử có sai sót nha anh chị bạn. Trực ví dụ vào phần mềm luôn là ở đây chị bạn sẽ vào một cái tờ hóa đơn như này, cái tờ hóa đơn này của anh chị bạn là bị từ chối đi thì anh chị bạn sẽ tiến hành là ấn vào thao tác, anh chị bạn ấn xóa bỏ. Ở đây thì anh chị bạn nhìn nó sẽ có hai cái trường bắt buộc phải nhập là hai cái trường có dấu sao đỏ, thì anh chị bạn chỉ ghi là văn bản thỏa thuận anh chị bạn là VBTT và cái lý do xóa bỏ đây thì anh chị bạn ghi là hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối cấp mã và anh chị bạn ấn xóa bỏ này là xong. Thì đối với anh chị bạn nào mà mình dùng chữ ký số USB token ấy, thì mình phải cắm chữ ký số vào và mình bật tung ký số lên thì mình mới xóa được. Thì đây mình sẽ xóa bỏ, mình ấn đồng ý như này, xóa bỏ như này là ok. Đó là cái trường hợp mà hóa đơn bị từ chối cấp mã, anh chị bạn chỉ cần thao tác như vậy thôi là xong rồi, không cần phải thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S cơ quan thuế. Đối với lại cái trường hợp thứ hai này là cái hóa đơn điện tử của anh chị bạn đã được cấp mã. Thì khi mà cái hóa đơn mà đã được cấp mã rồi là cái hóa đơn đó nó có đầy đủ giá trị về mặt pháp lý và cái hóa đơn đó có giá trị về mặt pháp lý để anh chị bạn sử dụng. Tuy nhiên nó sẽ trong quá trình mà anh chị bạn xuất ra thì anh chị bạn phát hiện nó có sai sót. Khi mà anh chị phát hiện sai sót thì nó sẽ có hai cái trường hợp là hóa đơn của anh chị bạn đã gửi cho người mua và hóa đơn điện chưa gửi cho người mua. Thì đối với lại hai cái trường hợp mà chưa gửi và đã gửi thì cách xử lý giống nhau hoàn toàn, chỉ khác một cái là hóa đơn điện tử chưa gửi cho người mua thì không cần phải làm biên bản thỏa thuận giữa hai bên về việc thu hồi hóa đơn. Còn đối với lại hóa đơn đã gửi cho người mua thì anh chị bạn phải làm cái biên bản thu hồi hóa đơn ký kết giữa hai bên lại để sau này anh chị bạn làm cái sở cứu. Khi mà thuế có kiểm tra gì đó thì anh chị bạn đưa ra là đã đồng ý với khách hàng, sau đó anh chị bạn mới hủy cái tờ hóa đơn này. Thì để hủy một cái tờ hóa đơn điện tử đã được cấp mã thì anh chị bạn sẽ tiến hành xử lý như sau nha. Bước đầu tiên là anh chị bạn sẽ vào phần mềm xuất hóa đơn và anh chị bạn sẽ hủy cái hóa đơn đó đi. Ở đây trực ví dụ nhé, cái hóa đơn 60 này trực sai sót và trực hủy đi thì trực sẽ ấn vào mục thao tác ở đây và trực chọn cái chức năng là xóa bỏ hóa đơn. Xóa bỏ hóa đơn nó lên hiển thị như này thì anh chị bạn là ghi cái văn bản thỏa thuận ở đây. Thì đối với lại chưa gửi cho người mua thì anh chị bạn chỉ ghi là văn bản TT, văn bản thỏa thuận. Còn đối với lại hóa đơn mà anh đã gửi cho người mua, anh chị bạn có làm một cái văn bản rồi thì anh chị bạn ví dụ văn bản là 001 thì anh chị bạn ghi 001 ở đây. Đối với cái biên bản này thì anh chị bạn có thể up ở đây thì hệ thống nó sẽ lưu trữ. Còn nếu mà anh chị bạn không up ở đây, anh chị bạn có thể lưu trữ ở bên ngoài cái biên bản đấy chỉ để phục vụ sau này, ví dụ cơ quan thuế người ta có đi kiểm tra thanh tra gì, mình show cho cơ quan thuế biết là mình có làm việc với khách hàng thì mình mới hủy. Rồi cái lý do ở đây nhá, thì lý do ở đây thì anh chị bạn lưu ý này, mình sẽ tách ra hai trường hợp đúng không? Chưa gửi và đã gửi. Thì đối với trường hợp mà hóa đơn chưa gửi cho người mua, anh chị bạn chỉ cần ghi là hóa đơn chưa gửi người mua, xong là hóa đơn của anh chị bạn sai cái gì thì anh chị bạn ghi cái hóa đơn sai đó vào đây, cái nội dung sai ở đây. Còn đối với lại trường hợp mà hóa đơn điện tử của anh chị bạn đã gửi cho người mua ấy, thì anh chị bạn là ghi là hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua ở đây và anh chị bạn ghi là cái hóa đơn của anh chị bạn sai cái gì. Hoặc là ví dụ như mà khách hàng là hủy hợp đồng, sao hủy hợp đồng thì tùy theo vào là cái nội dung hóa đơn của anh chị bạn bị sai sót cái gì cần hủy thì anh chị bạn ghi đúng cái lý do xóa bỏ của mình vào đây, sau đó anh chị bạn ấn xóa bỏ hóa đơn. Xóa bỏ thì anh chị bạn cũng cắm USB nhá, nếu anh chị bạn là dùng chữ ký số server thì mình ấn xóa bỏ phát thì hệ thống xóa bỏ luôn. Đó là cái bước thứ hai,
là cái bước thứ hai là xóa bỏ hủy hóa đơn trên phần mềm. Thì rất nhiều anh chị bạn ấy là mình làm đến bước này là anh chị bạn nghĩ là đã xóa bỏ hóa đơn thành công rồi và anh chị bạn không cần làm gì nữa, dẫn đến là cái hóa đơn của anh chị bạn chưa được hủy. Sau khi mà hủy xong hóa đơn rồi ấy, thì anh chị bạn phải tiến hành là nộp cái thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S đến cơ quan thuế. Anh chị bạn vào phần báo cáo này, anh chị bạn kéo xuống cuối cùng này, anh chị bạn chọn là thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S nhé, dòng thứ 4 từ dưới trở lên này. Nó vào cái giao diện như này, thì anh chị bạn sẽ tiến hành là chọn loại báo cáo. Cái loại báo cáo ở đây thì anh chị bạn có thể là ngày theo tháng theo quý, nhưng mà cái hóa đơn mà mình cần hủy ấy thì nó phải nằm ở trong cái thời gian để mình chọn. Ví dụ như anh chị bạn chọn theo ngày thì anh chị bạn phải chọn cái ngày là cái ngày mà mình lập hóa đơn gốc chứ không phải là cái ngày mình xóa bỏ. Ở đây chỉ ví dụ là ngày lập hóa đơn gốc của chị chọn cái này. Cơ quan thuế quản lý thì anh chị bạn chỉ cần ghi ví dụ như mà thành phố Hồ Chí Minh hoặc Gò Vấp ở đây thì anh chị bạn ghi chữ Gò Vấp ở đây thì nó sẽ hiển thị cơ quan thuế quản lý luôn và mình tích vô vào thôi. Thì sau đó anh chị bạn tiến hành là ấn xuất file này. Ở đây mình có thể là xuất file PDF hoặc file Excel đều được nhé, để mình xem cái dữ liệu mình sắp gửi lên cơ quan thuế như nào. Thì ở đây khi mà anh chị bạn xuất file ra thì nó xuất một cái file như này, thì nó sẽ tổng hợp tất cả những cái hóa đơn mà mình đã hủy ở trên hệ thống phần mềm hoặc là giải trình. Như vậy khi mà anh chị bạn mà nộp dữ liệu ở đây thì anh chị bạn sẽ nộp tất cả những cái hóa đơn mà anh chị bạn không kiểm soát được là cái mình cần nộp hóa đơn nào. Thì ở đây phần mềm nó sẽ có cái chức năng gọi là gửi đơn lẻ ở đây, anh chị bạn sẽ tích vào nút gửi đơn lẻ. Thì khi mà gửi đơn lẻ này anh chị bạn cũng chọn lại cái thông tin như bây giờ mình chọn đó, mình sẽ chọn cơ quan thuế quản lý. Sau đó ở đây anh chị bạn ấn tìm kiếm, thì khi mà anh chị bạn tìm kiếm ở đây thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn là tất cả những cái hóa đơn nó đang trong trạng thái là hủy hoặc là giải trình. Thì ở đây ví dụ như mà mình chỉ cần nộp cái hóa đơn số 60 của mình thôi, nên anh chị bạn tích vào đây. Sau đó anh chị bạn có thể là ấn export Excel để anh chị bạn tải một cái file Excel này về để mình xem nhé. Cái việc mà export này là chỉ để xem cái nội dung gửi qua thuế như nào. Thì ở đây chỉ ví dụ như này, anh chị bạn thấy cái hóa đơn như này là ok rồi. Thì anh chị bạn sẽ tiến hành là anh chị bạn ấn nút gửi cơ quan thuế ở đây là xong. Khi mà anh chị bạn ấn nút gửi cơ quan thuế ở đây thì hệ thống sẽ gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S đến cơ quan thuế. Và sau khi mà gửi xong ấy thì anh chị bạn có thể là ấn F5 lại cái trình duyệt, hoặc là đợi một xíu thì trình duyệt nó lát. Anh chị bạn sẽ có một cái file này, anh chị bạn sẽ có tải file ở đây là tải thông điệp gửi cơ quan thuế. Thì anh chị bạn sẽ tiến hành là anh chị bạn mở lên và anh chị bạn gửi cái file này đến khách hàng của mình. Đó, đối với trường hợp mà anh chị bạn hủy hóa đơn mà anh chị bạn đã gửi cho người mua thì anh chị gửi cho khách hàng của mình. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có cái thông báo gửi cơ quan thuế là tiếp nhận hay không ấy, thì anh chị bạn sẽ tích vào đây để anh chị bạn xem là cơ quan thuế tiếp nhận hay không tiếp nhận. Thường là bây giờ hiện tại là cơ quan thuế sẽ tự động tiếp nhận hết, anh chị bạn gửi lên sẽ tiếp nhận. Còn đối với trường hợp ấy là cái tài khoản này tài khoản trực demo nên sẽ không hiển thị như này. Thì anh chị bạn sẽ làm những cái thao tác như vậy là gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế. Thì sau khi mà gửi xong rồi, anh chị bạn cần phải kiểm tra lại một lần nữa là cái hóa đơn của mình cần hủy nó đã được hủy trên hệ thống của thuế hay chưa. Thì mình sẽ làm cái thao tác này bằng cái cách là mình vào trang tử hóa đơn điện tử này. Và anh chị bạn sẽ tiến hành là vào phần tra cứu hóa đơn này và mình sẽ nhập những cái thông tin của cái hóa đơn này. Ví dụ như nhập mã số thuế, nhập ký hiệu hóa đơn, nhập số hóa đơn, nhập tổng tiền và sau đó anh chị bạn sẽ ấn tìm kiếm. Thì khi mà anh chị bạn ấn tìm kiếm nó sẽ hiển thị một cái thông báo là tồn tại hóa đơn và hóa đơn đã được cấp mã. Thì sau đó nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn là cái hóa đơn của anh chị bạn có thông báo hóa đơn từ có sai sót, ngày giờ nào và cái tính chất hủy và cái lý do mình hủy là gì. Và cái trạng thái hóa đơn cuối cùng ở đây ấy là hóa đơn đã bị xóa bỏ hoặc hủy bỏ. Thì khi mà cái trạng thái hóa đơn của anh chị bạn nó hiển thị như này thì khi đó anh chị có bạn mới hủy thành công một cái tờ hóa đơn. Còn ví dụ như khi mà anh chị bạn tra cứu cái hóa đơn ấy mà nó chỉ có hai cái dòng này là tồn tại hóa đơn và hóa đơn đã được cấp mã, có nghĩa là anh chị bạn chưa nộp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04S đến cơ quan thuế và cái hóa đơn đó chưa được xóa bỏ. Thì khi mà chưa được xóa bỏ như vậy là cơ quan thuế vẫn ghi nhận hóa đơn đó có doanh thu và hóa đơn đó là hóa đơn mới. Thì chị bạn rất là lưu ý nhé, là khi mà mình hủy hóa đơn, thứ nhất là hủy trên phần mềm, thứ hai là phải nộp thông báo, thứ ba là phải kiểm tra lại hóa đơn trên hệ thống của thuế nha, cái trang hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn là cái trang hóa đơn điện tử cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử cơ quan thuế. Tất cả những cái hóa đơn, những trạng thái hóa đơn mà cơ quan thuế quản lý nó sẽ hiển thị ở trên này hết nha anh chị bạn. Ok, nếu mà anh chị bạn thấy video hay thì có thể like và chia sẻ giúp Thực nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn ở những video tiếp theo.